À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Hello, nice to see you today. In this video, let's talk about lesson 6 of unit 2, skills 2. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Ở video này, chúng ta sẽ đến với tiết học số 6 của chủ đề số 2, đó là Skills 2. Ở bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Còn bài học này, mình sẽ thực hành với hai kỹ năng còn lại là kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với kỹ năng nghe. Task 1. Work in pairs. Discuss the following question. Làm việc theo cặp, thảo luận câu hỏi sau đây. Chúng ta sẽ thảo luận câu hỏi là What do you like or dislike about life in the countryside? Em thích điều gì và không thích điều gì ở cuộc sống nông thôn? Đối với câu hỏi này, các bạn sẽ thảo luận và đưa ra câu trả lời dựa theo suy nghĩ của bản thân. Vì vậy, chúng ta không có đáp án chính xác cho bài tập này, nhưng cô sẽ đưa ra cho các bạn một phần câu trả lời ngắn để gợi ý. I like living in the countryside because it is a peaceful place and we can enjoy healthy natural conditions. Mình thích cuộc sống ở nông thôn bởi vì đó là một nơi yên bình và chúng mình có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong lành. Đó là phần câu trả lời gợi ý mà cô đưa ra cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion A, B or C that each picture from 1 to 3 expresses. Hãy nghe ba người nói về cuộc sống ở nông thôn. Chọn ý kiến từ A tới C mà mỗi người nói từ 1 tới 3 thể hiện. Tức là các bạn sẽ sắp xếp từng người với cái ý kiến tương ứng. Trước hết thì chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của các ý kiến A, B và C. A. I don't like rural life because there are not many good schools and colleges, and entertainment and means transport are very poor. Tôi không thích cuộc sống ở nông thôn bởi vì không có nhiều trường học và trường cao đẳng tốt. Còn giải trí và phương tiện đi lại thì rất là nghèo nàn. B. I like rural life because the people here are close to each other. Tôi thích cuộc sống nông thôn bởi vì những người ở đây sống gần gũi với nhau. C. I want to live in the countryside because there are many things I can't easily do in the city. Tôi muốn sống ở nông thôn bởi vì có nhiều thứ tôi không thể dễ dàng làm được khi ở thành phố. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài nghe. Các bạn nghe và viết chữ cái tương ứng vào bảng của sách giáo khoa nhé. Unit 2. Life in the countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion that each speaker expresses. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment like theaters, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport,
And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Listen again. Unit 2. Life in the countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion that each speaker expresses. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment, like theaters, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại và kiểm tra đáp án cho từng câu. Unit 2. Life in the countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion that each speaker expresses. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Vừa rồi trong phần nói của Speaker 1 thì nội dung của chúng ta đó là I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Người số 1 nói những gì nhỉ? Tôi chọn sống ở một ngôi làng vì mối quan hệ của mọi người trong làng thì rất là tốt. Có tính cộng đồng ở đây cao. Mọi người chào đón những người hàng xóm đến nhà của họ. Họ cũng luôn luôn giúp đỡ những người khác. Họ chia sẻ hầu hết tất cả mọi thứ với nhau. Chúng ta thấy người nói một này đang nói đến những điều mà bà ấy thích về một cuộc sống ở nông thôn và chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa những người với người ở một khu vực. Vậy thì người nói số 1 chúng ta sẽ điền cho cô opinion B. Chúng ta cùng tiếp tục đến với người số 2. One another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment, like theaters, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Người số 2 thì lại nói những điều sau đây.
There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment like theaters, cinemas. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Có nhiều thứ tôi không thích về cuộc sống ở nông thôn. Không có nhiều trường học và trường đại học tốt. Ở đây rất chán vì không có nơi để giải trí, ví dụ như sân khấu, rạp chiếu phim, vân vân. Giao thông cũng là một vấn đề lớn. Có rất ít phương tiện đi lại. Và nhìn chung, có rất nhiều thứ chúng ta nên làm để cải thiện cuộc sống ở nông thôn. Người số 2 này thì lại đưa ra một số những cái điều mà họ không thích về cuộc sống nông thôn. Đáp án phù hợp cho người số 2 sẽ là A. Chúng ta đến với người số 3. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Tôi yêu cuộc sống ở nông thôn. Nó rất là nhiều không gian. Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ mà khó có thể làm được ở thành phố. Chúng ta có thể đi bơi, đá bóng, thả diều và làm rất nhiều điều thú vị khác. Cuộc sống ở đây cũng yên bình và đơn giản. Thì chúng ta thấy người số 3 này đang nói đến việc là cuộc sống ở nông thôn giúp chúng ta làm được rất nhiều điều mà ở thành phố chúng ta không được làm. Người số 3, mệnh đề tương ứng sẽ là C. Và đây chính là đáp án hoàn chỉnh cho bài tập số 2 của chúng ta. Tiếp theo, mình sẽ đến với bài tập số 3. Listen again and choose the correct answer, A, B or C. Hãy nghe lại và chọn đáp án đúng, A, B hoặc C. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi cho bài nghe này. Và các bạn khoanh tròn cho cô mỗi câu một đáp án mà các bạn lựa chọn. Now, let's listen and circle. Unit 2. Life in the countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and choose the correct answer. A, B or C. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment like theaters, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Bài nghe của chúng ta đã kết thúc.
Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe và kiểm tra đáp án cho từng câu hỏi. Unit 2. Life in the countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and choose the correct answer. A, B or C. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. There is a great sense of community here. Từ còn thiếu trong câu số 1 đó chính là phương án C, community. Theo như người nói một thì tính cộng đồng trong làng của cô ấy rất cao. Community here. The people welcome neighbors to their homes. They're always willing to help each other. They are always willing to help each other. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Điều đó có nghĩa là họ rất là nhiệt tình, đúng không nào? Đáp án của chúng ta cho câu số 2 là A. Supportive, nhiệt tình. Người số 1 nói rằng người ở ngôi làng thì rất là nhiệt tình. They share almost everything with one another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment like theaters, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. Việc đi lại giao thông cũng là một vấn đề lớn. Có rất ít phương tiện giao thông. Như vậy, câu số 3, cái vấn đề đang được đề cập đến mà chúng ta cần lựa chọn đó là transportation, phương án C. Theo như người số 2 thì giao thông là một vấn đề lớn ở nông thôn. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi số 4. In general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Và nhìn chung thì có nhiều thứ chúng ta nên làm để cải thiện cuộc sống của những người dân trong làng. Đáp án chính xác cho câu số 4 đó là A. Người số 2 nói rằng họ nên cải thiện đời sống của người dân ở nông thôn. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Life is also peaceful and simple here. Cuộc sống cũng rất là thanh bình và đơn giản ở đây. Ô trống số 5 chúng ta cần simple, đáp án B. Theo như người số 3 thì cuộc sống ở nông thôn rất thanh bình và đơn giản. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong các bài tập của kỹ năng nghe. Tiếp theo mình cùng nhau đến với kỹ năng viết. Task 4. Work in groups. Discuss and write what you like or dislike about life in the countryside. Làm việc nhóm. Thảo luận về những gì mà em thích hoặc không thích về cuộc sống ở nông thôn. Thì đối với bài tập này, các bạn có thể kẻ một bảng thống kê, liệt kê cho cô những điều mà chúng ta thích hay không thích vào hai cột khác nhau. Chẳng hạn như ví dụ cô cho các bạn tham khảo sau đây. Đầu tiên, ở cột thích thì chúng ta có hai điều có thể liệt kê, chẳng hạn low cost of living,
chi phí sinh hoạt thấp. Many cheap things, có rất nhiều thứ giá rẻ. Còn những điều mà chúng ta có thể không thích thì sao? Not many entertainment places such as theaters, cinemas, etc. Không có nhiều nơi vui chơi giải trí, ví dụ như nhà hát, rạp chiếu phim, vân vân. Và điều số 2, poor means of transport, phương tiện giao thông nghèo nàn. Dựa vào phần gợi ý của cô thì các bạn hãy thảo luận thêm và đưa ra thêm một số những cái ideas khác nữa nhé. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 5. Write a paragraph from 80 to 100 words about what you like or dislike about life in the countryside. Viết một đoạn văn từ 80 tới 100 từ về những gì mà em thích hoặc không thích về cuộc sống ở nông thôn. Dựa vào cái phần ideas mà cô đã cung cấp cho các bạn trong bài tập số 4, thì cô sẽ sử dụng chúng để tạo nên một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. I like living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without worrying much about environmental pollution. Moreover, rural life is also easier than that in cities. People in cities are easy to get stressed because of pollution, job pressures, competitions. On the contrary, those bad things are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities. To sum up, okay? Chúng ta cùng nhau dịch đoạn văn nhé. Tôi thích sống ở nông thôn vì một số lý do sau đây. Nói về môi trường, đó là một nơi yên bình. Không khí trong lành, không gian thì yên tĩnh. Chúng ta có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong lành mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, cuộc sống nông thôn cũng dễ dàng hơn ở các thành phố. Người sống ở thành phố dễ bị stress vì ô nhiễm, áp lực công việc, cạnh tranh, v.v. Ngược lại, những điều tồi tệ đó ít xảy ra ở nông thôn. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là một nơi để ở tốt hơn là thành phố. Hoạt động số 5 này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng mình rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.